Hôm nay 23 tháng 4, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với ông Trần Quý Thanh, giám đốc công ty Tân Hiệp Phát cùng hai con gái là bà Trần Uyên Phương 43 tuổi và bà Trần Ngọc Bích 40 tuổi. Ông Trần Quý Thanh và hai con gái có bốn luật sư bào chữa. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2020, ông Trần Quý Thanh cùng Trần Ngọc Bích Trần Uyên Phương thông qua môi giới đã cho 4 cá nhân vay tiền với lãi suất 3% một tháng. Tổng trị giá tài sản chiếm đoạt đối với cả 4 bị hại được xác định là hơn 1.048 tỷ đồng. Điều kiện cho vay được đặt ra là các chủ tài sản hoặc dự án thế chấp phải thực hiện ký kết hợp đồng chuyển nhượng tài sản hoặc cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay. Tuy nhiên, theo điều tra thì khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc lãi theo thỏa thuận, nhưng cha con ông Trần Quý Thanh lại viện ra các lý do để không trả lại tài sản. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài từ hôm nay đến ngày 25 tháng 4.